Vụ cháy rừng Maui ở Hawaii của Mỹ đã trở thành một trong những vụ cháy rừng kinh hoàng nhất nước Mỹ trong hơn một thế kỷ qua, khi số người thiệt mạng đã lên tới 99 người. Thống đốc Hawaii cho biết, số người chết trong vụ cháy rừng ở đảo Maui, Hawaii đã tăng lên 99 và có thể gấp đôi trong 10 ngày tới. Thống đốc Hawaii John Green hôm ngày 14 tháng 8 cho hay, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm kiếm ở khu vực nhỏ gần bờ biển Lahaina và 10 đến 20 thi thể được phát hiện mỗi ngày. Số nạn nhân tử vong đã được xác nhận là 99 người, con số này sẽ tăng lên rất nhiều, có thể gấp đôi trong 10 ngày tới. Chúng tôi đã chuẩn bị cho khả năng bi thảm này. Ba đám cháy bùng lên và càn quét thị trấn du lịch nổi tiếng Lahaina cùng với một số khu vực khác trên đảo Maui từ ngày 8 tháng 8, săn bằng thị trấn và thiêu dụi gần như mọi thứ trên đường di chuyển thảm thực vật khô dày kết hợp gió mạnh khiến đám cháy lan nhanh đến mức nhiều người trong thị trấn không kịp sơ tán. Chó nghiệp vụ đang được triển khai ở những đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân. Số người mất tích giảm xuống còn khoảng 1.300, trong khi việc chậm khôi phục mạng điện thoại di động gây khó khăn cho những dân cư đã rời thị trấn liên lạc trở lại. Thị trấn Lahaina, thủ đô của Vương quốc Hawaii đầu thế kỷ 19, là nơi sinh sống của khoảng 12.000 cư dân và cũng là điểm du lịch nhộn nhịp với nhiều cửa hàng, nhà hàng. Cường độ đám cháy và quy mô sự hủy diệt khiến việc xác định các thi thể càng khó khăn. Nhiều thi thể đã bắt đầu phân hủy khi được lực lượng tìm kiếm phát hiện. Cảnh sát khu vực đang khuyến khích người dân có nhân thân mất tích cung cấp mẫu ADN để đẩy nhanh quá trình nhận dạng. Nhiều người đang đặt ra câu hỏi về sự chuẩn bị và phản ứng chính quyền đối với thảm họa. Quan chức lực lượng cứu hỏa cho biết, một số vòi chữa cháy đã cạn kiệt trong giai đoạn đầu vụ cháy rừng do các hoạt động và sử dụng nước cường độ cao của lính cứu hỏa. Theo đài Sputnik, truyền thông của Mỹ dẫn kết luận từ các nhóm pháp lý, cho rằng cơ sở hạ tầng bị hư hại của Hawaiian Electric đóng vai trò là môi lửa cho các vụ cháy trên cao. Các đám cháy đã tàn phá thành phố du lịch Lahaina, biến nó thành trò bụi chỉ trong vài ngày và gây ra sự tàn phá trên diện rộng vào tuần trước. Michael Watt, đại diện của Watt World nói với một hãng thông tấn Mỹ, tất cả các bằng chứng từ video, lời kể của nhân chứng, quá trình cháy và thiết bị tiện ích còn lại đều chỉ ra rằng các thiết bị của Hawaiian Electric là nguồn cơn gây ra đám cháy tàn phá Lahaina đã xuất hiện đơn kiện liên quan đến thảm họa cháy rừng, một cặp vợ chồng sống ở Lahaina gửi đơn kiện công ty điện lực Hawaiian Electric và ba công ty con với cáo buộc liên quan thảm họa cháy rừng. Các công ty này đã bị kiện vì đã để lại đường dây điện ngã đổ trong cơn bão Dora trước đó, việc này góp phần dẫn đến sự lan rộng của trận cháy rừng ở Lahaina. Đơn kiện không nêu chính xác cách thức các đường dây điện được cho là đã gây ra đám cháy rừng, nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn chưa được xác định các quan chức đảo Maui cho biết đến tối ngày 13 tháng 8, hai đám cháy vẫn chưa được khống chế, trong đó có đám cháy tại thị trấn ven biển Lahaina vốn đã chịu thiệt hại về cơ sở hạ tầng thống đốc bang Hawaii của Mỹ, ông John Green cho biết, đến ngày 12 tháng 8, lực lượng cứu hộ mới giả soát được khoảng 3% các khu vực cần tìm kiếm. Do đó, con số thương vong về người sẽ còn tăng trong khoảng thời gian tới. Bên cạnh đó, các quan chức cũng cảnh báo nguy cơ nguồn nước bị ô nhiễm do khói độc hại từ các đám cháy. Thống đốc Hawaii John Green cho biết, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm chỗ ở tạm thời cho cư dân Lahaina bị mất nhà trong trận cháy. Chính quyền trợ cấp chi phí cho hơn 500 phòng khách sạn để dân ở tạm. Chính quyền bang Hawaii đang đánh giá phản ứng khẩn cấp. Thượng sĩ Maya Hirono, đại diện bang Hawaii, nói với CNN rằng bà sẽ không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho thảm kịch. Chuyện ứng phó với thảm họa đang bị tranh cãi là không kịp thời, không đủ mạnh. Trong đó có việc chính quyền đã không kích hoạt hệ thống còi báo động. Chính quyền bang Hawaii khuyến nghị khách du lịch đến đảo Maui vào thời điểm này do hầu hết các khách sạn đã được sử dụng làm nơi sơ tán. Đồng thời cho biết dự định hợp tác với Airbnb để đảm bảo cung cấp nơi tạm trú cho người dân. Hiện chưa xác định được nguyên nhân cháy rừng ở Maui, song cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết rằng thảm thực vật khô, gió mạnh và độ ẩm thấp đã gây ra thảm họa này. Thông đốc John Green cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc, đồng thời xem xét, đánh giá lại chất lượng của hệ thống ứng phó khẩn cấp. Các quan chức địa phương cho rằng nhiều yếu tố như sự cố mạng lưới thông tin liên lạc, gió giật lên đến 130 km/h do bão ngoài khơi và cháy rừng khiến cho việc phối hợp ứng phó gần như không thể. Trong khi đó, hiện vẫn chưa rõ hệ thống cảnh báo sớm có được sử dụng hay bị trục trặc. Một số nhân chứng cho biết, họ không được cảnh báo trước khi ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi những khu vực xung quanh họ chỉ trong vài phút. Không ít người phải nhảy xuống biển để tránh ngọn lửa đang lan rộng. Ông Green khẳng định sẽ điều tra về quá trình phản ứng với cháy rừng và hệ thống thông báo khẩn cấp sau khi một số cư dân đặt câu hỏi về việc họ không nhận được thông báo cảnh báo cháy rừng. Theo đó, một số người cho biết, họ không được nhận cảnh báo nào, mô tả nỗi kinh hoàng của họ khi ngọn lửa thiêu rụi tại thị trấn na chỉ trong vài phút nhiều người đã phải lặn xuống Thái Bình Dương để trốn ngọn lửa đám cháy rừng. Còi báo động được lắp đặt xung quanh đảo Maui nhằm mục đích cảnh báo về các thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra đã không phát ra âm thanh. Đồng thời, thực trạng bị mất điện và mất kết nối di động trên diện rộng đã cản trở các hình thức cảnh báo khác. Tổng trưởng lý Hawaii sẽ phụ trách một cuộc đánh giá toàn diện về cách chính quyền bang phản ứng khẩn cấp với thảm họa, nhằm hiểu hơn về các quyết định được đưa ra trước và trong các vụ cháy rừng. Hạ sĩ Chiu Tokuda cho biết Hawaii đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm và lây lan nhanh chóng của đám cháy, đồng thời tính năng dự phòng trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp đã thất bại. Cư dân Hawaii từ lâu đã quen với các cuộc diễn tập hệ thống còi báo động được tiến hành hàng tháng. Nghị sĩ Tokuda nói hôm ngày 12 tháng 8, chúng tôi dựa vào hệ thống còi báo động để giữ an toàn cho người dân trước một số tình huống như sóng thần hay cháy rừng. Đó lẽ ra phải là tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng tôi. Thật không may, cảnh báo cháy rừng lại đến từ điện thoại, trong khi một số nơi không có sóng điện thoại. Do hệ thống còi báo động của Maui không được kích hoạt, các thông điệp khẩn cấp chủ yếu được chuyển tới người dân qua điện thoại và truyền hình. Vào thời điểm mà hầu hết điện lưới và sóng di động đều mất do cháy rừng lan rộng, Đến cuối tuần qua, hệ thống liên lạc vẫn chập chờn, nhiều cư dân nói rằng họ đã không nhận được tin tức từ người thân trong nhiều ngày. Giới chức phải cập nhật thông tin cho người dân qua đài phát thanh cũng như các bài đăng trên trang web của quận và trang mạng xã hội. Khác Kim, giám đốc điều hành trung tâm huấn luyện phòng chống thảm họa quốc gia tại Đại học Hawaii cho rằng, rõ ràng chúng ta cần làm nhiều hơn nữa để hiểu hơn về trái rừng, cách chúng lan rộng và những gì có thể được thực hiện để có thể cải thiện hệ thống cảnh báo theo ông kim nếu không có còi báo động người dân thường có xu hướng chờ đến khi nhìn thấy ngọn lửa thấy mùi khói hay chứng kiến những hành khách khác sơ tán rồi mới quyết định hành động ông giải thích thêm thật không may chậm trễ trước một đám cháy lây lan nhanh có thể gây ra hậu quả chết người ngay cả khi mọi người nhận được cảnh báo họ có thể không hiểu nó cũng như không có phương tiện hoặc khả năng di chuyển để sơ tán Brad Ventura, trưởng phòng cứu hỏa hạt Maui cho hay, ngọn lửa lan nhanh đến mức nhiều người phải bỏ chạy ngay lập tức khi chưa nhận được thông báo nào từ chính quyền. Theo ông, các quan chức ứng phó tình trạng khẩn cấp gần như không thể, đưa ra thông báo sơ tán kịp thời, chịu tác động từ gió mạnh ảnh hưởng của bão Dora cách Hawaii khoảng 1.100 km và thời tiết khô hạn, cũng như đặc điểm địa lý tự nhiên phức tạp của hòn đảo, ngọn lửa đã phá hủy gần như toàn bộ trung tâm thị trấn Lahaina. Thống đốc Hawaii John Green cho biết một số người chết có khả năng còn tăng lên. Không rõ còn bao nhiêu nạn nhân vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát trái đen của nơi từng là cảng săn cá voi và thị trấn đánh cá nổi tiếng ở bờ biển phía tây Maui. Trước khi thảm họa xảy ra, cơ quan khí tượng ở Honolulu đã phát đi khuyến cáo cảnh giác cháy do thời tiết trong bối cảnh khu vực đang bị ảnh hưởng bởi gió mạnh từ bão Dora và độ ẩm thấp. Sáng ngày 7 tháng 8, cơ quan thời tiết tiếp tục phát đi cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy ly, cư dân bị mất nhà ở La Haina cho hay, gió đổi chiều, khói và lửa bao trùm khu bà sống quá nhanh vào đầu giờ chiều ngày 8 tháng 8, nên mọi người chỉ có chưa đầy 10 phút để chuẩn bị. Nhiều người kêu khóc bên vệ đường và cầu xin giúp đỡ, một số người đi xe đạp, một số người chạy bộ, người thì lướt lên bán trượt, người ôm theo mèo cưng, đẩy xe nuôi em bé, tất cả như thể đang chạy nước rút trên đường phố. Vài giờ trước đó, chính quyền hạt Maui đăng một thông báo có vẻ là quan trên Facebook. Sở cứu hỏa Maui tuyên bố đám cháy ở Lahaina được khống chế 100% ngay trước 9 giờ hôm nay. Khoảng một tiếng sau, hạt thông báo cho cư dân về một đám cháy rừng khác. Thông tin về đám cháy ở Kula số 2 vào 10 giờ 50. Các đội cứu hỏa vẫn đang tiếp tục chiến đấu tại hiện trường đám cháy vào lúc 0 giờ 22 sáng nay gần đường Olinda ở Kula. Cư dân ở khu Kula 200 và đường Hanamu đã được sơ tán. Đến chiều ngày 8 tháng 8, một đám cháy rừng khác có chiều hướng trở thành mối đe dọa trang web của cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp bang hawaii có khuyến nghị tương đối chính xác rõ ràng về những gì cư dân nên làm trong bão sóng thần lũ quét hay động đất nhưng khuyến nghị về cháy rừng chỉ gồm hai đoạn ngắn ở cuối trang thảm kịch cháy rừng là hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ ở hawaii mà tác động ở các cộng đồng khác trên khắp đất nước về tầm quan trọng của việc đầu tư vào khâu chuẩn bị đào tạo cũng như huấn luyện đối phó với cháy rừng và các thảm họa nguy hiểm khác Chi phí để tái thiết Lahaina được ước tính lên đến 5,5 tỷ USD. Nhà chức trách liên bang cho biết, hơn 2.200 nhà cửa ở Lahaina đã bị phá hủy, hơn 850 hectare đất đã bị thiêu trụi. Đám cháy ở đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii bùng phát vào ngày 8 tháng 8 và lan nhanh chóng do gió mạnh từ một cơn bão đi qua. Theo ông Green, gió do cơn bão đi qua đạt tốc độ 130 km h và thổi bùng ngọn lửa với tốc độ 1,6 km trên một phút và khiến mọi người không có nhiều thời gian để chạy trốn. Thị trấn Lahaina là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Đây là thảm họa tồi tệ nhất xảy ra ở Hawaii kể từ năm 1960. Vào thời điểm đó, một trận sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 61 người. Thị trấn Lahaina là một trong những điểm thu hút du lịch của đảo Maui với 2 triệu du khách trên một năm, tương đương với khoảng 80% du khách đến đảo. thank you